Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Đức Bình, hay còn được biết đến với nickname là Chim Sẻ Nắng. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong kênh YouTube chính thức của mình. Chín chum uống có trách nhiệm. Vào trận thi đấu thứ hai, quần cực sâu, liệu có vượt được khó không? Bên kia thì quần rất tuyển rồi. Vâng, quần tứ tuyển dành cho bên phía Team Hà Nội. Vâng, Quýt là người IA, Van Lớp là người cầm Max C, và Hoàng Mai Nhi là người cầm Hitty. Tứ tuyển bên này thì toàn cùi, Chim Sẻ cầm Kata, Chim Bòi cầm Greg. Vâng, đủ bộ luôn. Babylon, Baby tới từ Trương, và Hào là người cầm Mát. Vâng, quần bị khắc toàn bộ luôn. Liệu có một tên, vâng, liệu có một tên điên rồ nào đó không? Tôi không chưa nghĩ ra cái viễn cảnh điên rồ theo cái kịch bản nào. Trừ khi là bài bên kia quá xấu không lên đời, tất cả các nhà chém bên này đều kích quấy 9 đầu 10 thì còn một tí tí cơ hội. Vâng, một tí tí cơ hội rất thấp thôi, nhưng Trương vẫn sẽ phải là người đánh cung trong trận thi đấu này. Cung chủ lực Babylon, vâng, nghe nó rất hủi lậu. Vâng, có cái con Summer mà chui tọt vào trong góc, xong là đánh cung chủ lực ba nhà chém chém khỏe. Summer chủ động lên 4 sớm thì nó còn có cái tí cái hot, có cái con hot của Babylon thì tôi thật với các bạn là vâng, gãi ghẻ luôn. Người ta cầm cung đời Egypt, người ta bắn cho chết luôn. Vâng, Mạnh Hà báo về bài Mắc Binh kích chín. Được, nói chung là các nhà chém cứ chém khỏe và cơ hội thì vẫn còn, và vẫn còn phải chiến đấu thôi. Cửa thì nó thấp, vâng, nó hẹp, mà cố lách. Vâng, Trương IS thì vẫn là một game thủ có cân nặng độ 45 cân thôi. Cái chuyện mà lách qua khe cửa nó đơn giản lắm. Vâng, bài Mắc Binh dành cho Mạnh Hào. Bài 23 dân kích chín dành cho Mạnh Hào. Đột biến nó biết đâu lại chém toi luôn. Ông Hitty bên kia không lên đời, game thủ Tếu trồi ra ngoài. Không biết đâu bất ngờ chúng ta lại gặp ra nhau luôn. Thơm thịt. Bên kia xẻ lòng ngoằng, tự nhiên lại giết chết ông Max C. Vâng, cái ngà voi dài. Thôi đành thì lại 22 dân vậy. Trận này thì không dummy rồi, 2L vắt đều thôi. Không câu chuyện y. Trừ khi là Hitty chết rồi và còn một Egypt là người chủ lực thì lằng ngoằng cho dân đi sau. 21 dân và 22 dân liệu có đủ không? Chiếc BG thứ hai. Đủ. Cắt một dân, cầu con voi thứ ba về. Kích đời dành cho game thủ Mạnh Hào. Như vậy là 7 phút 08 dành cho Mạnh Hào. Hơi đáng tiếc khi chết một dân. Nhưng vẫn khỏe lắm. Bài lực. Vâng, bây giờ thì chỉ có Kami xuất hiện với tờ đập móng thôi. Đó là cũng là một cái cánh cửa để có thể mở ra chiến thắng trong trận thi đấu này. Vâng, tôi vẫn còn nhớ cái map tịt mà tôi đã từng thi đấu. Kami đập phụt phát cái móng của Itgua và chúng đơn giản lắm. 1-0. Như vậy, Van Lớp. Max C. Max C đi dâng vào nhà Trường. Úi trời ơi, tịt không chân trống. Vâng, tịt không chân trống luôn. Đây rồi, rất sát với một nhà. Không. Max C ở đầu của cánh trận thi đấu này. Ở được.
Đánh fit luôn game thủ cầm Mark C này. Chưa mà có T công lên luôn nhá. Hào chỉ tốt cho bãi vàng của Trương IS là Osake đấy. Công giáp đầy đủ là nhiều khả năng Mark C sẽ phế luôn. Vẫn đang đợi một, vâng, vừa nhảy hai dành cho game thủ về lớp, bắt đầu đóng nhà. Thì Mạnh Hào đã có con giò và đang nâng nốt cái giáp. Bài cũng hai bãi quả chứ đâu phải ít đâu. Ngay sát luôn tất cả dân ở đây luôn em ơi. Đang chỉ cho nó đi. Con giò công giáp về lớp rất yếu trận này nha. Rất nhiều dân tới từ về lớp. Vâng, hốc này thì Trương IS sẽ là người bắn được đấy. Vâng, con giò nằm xuống rất đáng tiếc. Liên chiến chung uống có trách nhiệm. Liên tiếp là những pha vẩy tới từ game thủ Mạnh Hào nhưng chưa có tác dụng. Tiếp tục là pha vẩy tới từ game thủ Mạnh Hào. Anh vẫn tiếp tục lấn sân. Hai chém đang được xin ra. Lên lớp đỡ tuần này sao? Đập dân luôn dành cho game thủ Mạnh Hào. Vụt móng của đối phương không? Lao vào. Lao vào và chơi thôi. Bên lớp sẽ chết rất nhiều dân và Trương IS đẩy lên. Sau đó tụ những con chém vào trong cánh luôn. Vâng, bắt đầu đi ăn hoàng dành cho game thủ Mạnh Hào. Bắn đi kìa. Vậy e đi. Rồi, lao vào dành cho về lớp. Về lớp fit luôn. Không có một cái gì để thi đấu cho về lớp cả. Fit sạch luôn. Không kịp vẩy e dành cho lớp. Mạnh Hào đang vẩy e rất hay trận thi đấu này. Như vậy là về lớp fit hẳn luôn. Fit hẳn luôn rồi. Dành cho lớp. Đi vào trong cánh nào. Ổn. Trương khỏe nguyên. Đây là Trương tham lai 37. Có một con giò tới từ về lớp rồi. Một con giò. Còn đây là màn hình máy của Sẻ. Sẻ đối đầu với nhà màu 6 và nhà màu 8 cánh bên này. Như vậy là nhà màu 5 hitty ở trong cánh trên 12 giờ. Hào có lao được vào làm ăn được cái gì không? Trong khi đó đây là Chip Boy. Người đi dâng lờ và đang chơi vào nhà màu 8 Hoàng Mai Nhi. Người cầm Hitty màu 5 Egypt trên 12 giờ trận này nhá. Màu 5 nhà có vẻ như là hơi xấu. Hào vào luôn đi. Màu 5 truy hốc. Khi mà thấy rằng Maxi lên đời quá sớm. Sắp xếp quá mắc binh dành cho Egypt và Hitty. Hào liên tiếp vẩy e. Nhưng cung R ra rồi. Trương có đẩy lên luôn không? Như vậy là van lớp có một giò một chém và quản lý những bãi ăn hoàng tới từ game thủ Mạnh Hào. Chưa đẩy luôn không em ơi? Đẩy hết sạch quân lên luôn. Và lớp có một con chém với một con giò thôi. Đang bên nhà Hào rồi, không bên nhà em đâu. Màu 4 đang xin 100 gỗ. Dân của Chip Boy ở phía nhà của Hào kìa. Xẻ bơm gỗ cho Hào đi. Vâng, như vậy là không thủ phù thành công dành cho IA. Sẽ thắng trước cánh của game thủ Quyết Cam. Quyết Cam là người cầm IA nhưng không ăn thua lắm trận này. Tha mày tươi đấy. Lên chẳng có ai đi. Còn đây là Chip Boy. Cần phải gom nhiều chém vào để ốp một nhà. Bên kia còn mỗi hai nhà cung thôi. Quân nhà màu 5 đông nhá, chém đi. Chém luôn. Hào. Chơi.
Rồi tốt, tên này ngon này. Ốp luôn 8 đi thì hay hơn đấy, xong rồi tí đâm đâm y nhà của Egypt sau. Thì tí nữa nếu mà thằng hit chết thì ngon luôn. Tạt tất đi. Đẩy chém sang đi Trương ơi. Còn đây là màn hình máy của Sẻ. Tham lai 35 tới từ Sẻ. Đây là Chip Boy. Tham lai 29 của Chip Boy. Phối hợp tốt tên này nhá. Năm đằng sau kìa. Vâng, Sẻ đang muốn đục ở một mặt khác. Sẻ đang mưu hèn kế bẩn với tơn chặt gỗ của mình. Đúng là tơn mưu hèn kế bẩn. Vâng, một tơn mưu hèn kế bẩn tới từ chim Sẻ và đã lọt vào. Một kích lạc đà vào trong nhà Hitty. Anh em ôm ở mặt. Anh em ôm ở mặt mà đấy đi. Ôm vào nhà đi. Vào đi anh em. Vào 18. Vâng, màn hình máy tới từ trường vẫn chưa có quân ở khu vực đó khi màu 5 đang thủ trận lực. Màu 5 đang thủ trận lực trận này. Tham lai 79 tới từ trường. Đẩy tất quân đi em ơi. Cùng Egypt và cùng Hitty. Chim Sẻ ăn được khá nhiều dân của Hoàng Mai Nhi ở phía trong nhà. Có một con đường ra dành cho game thủ chim Sẻ. Tham lai đang cần. Không phải quản đâu em ơi, tập trung ốp hai nhà chủ lực kia thôi. Vâng, như vậy Chip Boy cũng mất tham rồi. Hào cũng mất tham rồi. Không ốp được. Chỉ còn Sẻ thôi. Tham lai 3x. Châu Nguyên đi. Vâng, tiếp tục chém dần của Quick Cam và phu được con chém này. Con chém lát. Vâng, con chém nó bị lát. Tham lai vẫn 3-3 của Sẻ và một núi lạc đà. Chip Boy tham còn có 10 thôi. Hào tham lai thì còn 8. Bài của Hitty và bài của Egypt đang ôm lấy nhau. Thế quá đẹp. Còn đây là Trương tham lai 110. Có khi phải lừa Hào đóng một cái y giả vờ đâm nói cho nó về thế thủ của em ạ. Thì Trương mới lên đời 4 được. Vâng, trời lại về lớp tuần này. Tham lai lead 2 của Trường. Trường đánh rất tốt trận thi đấu này. Cực kỳ tốt. Nở Mắc Bình sẽ gây áp lực đi em ơi. Vâng, lại bị game thủ Quýt Cam quấy tuần này. Phù lấy con lạc đà em ạ. Dường như có một tơn nào đó. Vâng, nhà màu 8 đang di chuyển. Trương ơi Trương, nhà màu 8 di chuyển kìa. Chỗ nhà màu 4 kìa. Mặt nhà màu 4. Lùi hết quân về. Đây là dãy nhà BE của Trương hết. Cung chỉ là cung baby. Ai có cố không? Bơm tên đi. Sẻ ơi. Bắt đê. Tham lai 127 tới Trương hết. Vâng, tơn đấu này không ai sóc dân bên phía của đối phương, thế thì ngon. Chú ý đỡ nhà tơn này cùng Babylon.
Vâng, thêm một nhà BC nữa hay không? Nghe nói bên kia không có dân, vẫn còn quân này. Rồi, một nhà BC nữa. Nói chung là tự thủ được cái mặt A rồi. Xẻ thủ cái mặt lên hướng nhà của năm, hướng 12 giờ. Chém xẻ. Vậy ấy. Chém xẻ ơi. Rồi ôi, vậy xịt. Màu năm đẩy kìa, màu năm vẫn đẩy cái hướng ấy luôn đấy. Màu năm đẩy cái hướng đấy luôn. Đứng yên đấy Trương ơi. Tăng A lên. Vâng, màu 8 bắt đầu ăn vàng. Nghe nói là như vậy, còn Egypt sẽ là người châu cùng. Xẻ thôi. Lùi vào trong đi em ơi. Lùi vào trong đi. Chuẩn bị. Đấu được. Đấu tới này đi. Bắt đầu xong hot. Tiếp tục tăng A dành cho Trương Yết. Đào các thứ đi. Phá bớt nhà ra mà chạy đi em ơi. Vâng, có hot dành cho Trương Yết. Chặt cái chặt gỗ 3 em ơi. Chặt gỗ 3 lửa và bắn chặn trong tuần này. Nhưng sẽ phải đào đi. Đừng để cho cung đờ bắn chân lực kiểu này thì không đỡ được. Vì đây là hai cung tuyển Egypt có đầu máu và Hitty cũng là những cung cực khỏe. Lửa đã gần lên xong rồi. Xe cần phải chém có những tên chí mạng trong tên này. Đang hơi ít vàng dành cho game thủ Trương Yết. Lửa khạc ra rồi và xe đang thiêu những con lạc đà của mình. Nâng cấp đào vàng 2 và bắt đầu đẩy luôn. Cung R để hết nhà em ơi, cung R để nhà một thủ. Hot đẩy đi một đạo. Thật to. Những con cung R để lại mà những con màu 5 người ta móc máy. Ở hướng từ 12 giờ xuống là đẹp rồi. Sóc dần trần lực ra. Mà ăn vàng đi, còn nó đẩy một tần. Rồi, hợp lý chưa? Vâng, bị quản cái bãi vàng ở phía ngoài này. Ăn vàng bên phía nhà Hào cũng được em ơi. 6 nồi cho bãi vàng đằng sau. Chị Bòi ơi, chị Bòi, 6 nồi giữa nhà em với nhà Hào nhá. Thế là anh thấy dồn hết lên đi. Vâng, đây là tơn 7E tới đưa Trương Yết. Tuyệt vời. Xe đấy vào ruộng đi. Tiếp tục là tha 128 tới từ Trường. Đang đánh rất tốt. Và tiếp tục mang quân lên. Vâng, màu 5 đẩy sang để mà cứu. Dí thẳng luôn vào nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Đẩy toàn bộ hot lên. Xe đang ở phía trong nhà Hoàng Mai Nhi rồi. Có cả 3 vào luôn mà em. Tiếp tục đẩy lên nào. Đứng lên dốc đi em ơi, đứng lên dốc đi. Vâng, tham lại 133. Bên kia liệu có vàng để chơi hot của Hitty không? Đánh thẳng vào mặt A đi Trương ơi. Không đỡ nổi đâu. Sẽ ăn nhiều dân vào em ơi. Ăn nhiều dân ở trong nhà vào. Cửa thắng là vẫn còn nếu như Trương cứng tay trận này. Chị Boy tham 22 vẫn đang đảo. Đẩy tất lên đi em ơi. Tất quân lên. Lao thẳng vào A cho anh. Lao thẳng vào A. CBB kìa. Boy vào bao nhà. B bao nhà ăn văn lớp đục. Đẩy thẳng vào nhà và để nây trồ đi. Cả màu 5 và cả màu 8 trận này. Cần hết tên này thôi. Chị Boy đảo đi. Đẩy tiếp quân lên. Một trận này mà thắng thì nó là kinh điển. Kinh con nhà bà điển dành cho Game TV.
Sóc Quân đi. Vâng, như vậy là lùi một tí, tụ lại hốt vào đi. Cầm chắc tay trận này là ngon luôn. Vẫn liên tiếp đẩy lên. Vâng, một tơn cháy ruộng tới từ game thủ Trương IS rất mất tay. Nhưng lực của anh vẫn còn cực nhiều. Mắc hot rất nhiều nha, để ý. Tụ một tơn hot to nào, bị mắc hot quá nhiều. Vâng, tơn hot to để có thể lưu thẳng luôn. Điều, tập trung vào điều. Tập trung vào điều. Vâng, Egypt lúc này vẫn đang cố gắng trần lực cung ra để có thể cứu game thủ Hoàng Mai Nhi. Đẩy thêm vào. Bây giờ thì tơn hot to rồi. Sẵn sàng chơi luôn trận này. Siêu kinh điển chăng? Một highlight tới từ game thủ không được khóc. Một highlight tới từ không được khóc thì nó là kinh điển luôn. Đẩy tiếp lên. Để Nature ở nhà BA. Chip Boy đang có một lượng chém khi Chip Boy hồi. Một trận cầm Glick tham 30 của Chip Boy. Chim sẻ đi nắng hồi tham 21. Hào đang đọc báo zing.vn và không cần biết chuyện gì xảy ra trên đời nữa rồi. Còn đây là Trương. Một siêu phẩm tới từ các game thủ bên phía Team AOE Game TV và tỷ số là 1-0. Siêu phẩm kinh điển. Không đánh trận khỏe đấy. Công nhận đánh trận khỏe. Ngay gần đấy. Chín chung uống có trách nhiệm. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi các video của mình. Đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Và đừng quên hãy để lại các bình luận cũng như là nhận xét ở phía dưới phần comment.